Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều nay ngày 24 tháng 1 tại vòng xuyến đường tránh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc giữa hai xe tải. Hiện tại, lái xe ben vẫn tỉnh táo. Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân dùng máy xúc, máy cẩu hỗ trợ đưa tài xế xe tải ra ngoài, sau đó đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn giữa hai xe. Tuy nhiên tại hiện trường cho thấy chiếc xe ben lật nghiêng giữa đường, xe tải bẹp dúm phần đầu cabin xe, lái xe trong tình trạng bất tỉnh bị thương nặng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 sáng nay ngày 24 tháng 1 trên quốc lộ 38B đoạn qua ngã tư thị trấn Trần Cao, huyện Phục Cử, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, chiếc xe máy mang bị kiểm soát 29 k 1 36182 trên xe chở theo hai người phụ nữ chưa rõ danh tính lưu thông trên đường. Khi tới ngã tư thì va chạm với xe ben lưu thông trên quốc lộ 38B đang định dạy trái. Do tài xế xe máy vượt đèn đảo với tốc độ khá nhanh, đồng thời thiếu quan sát nên đã đâm trực diện vào hông xe ben đang lưu thông. Tại hiện trường, một nạn nhân đã tử vong, nằm vắt ngang xe máy, người còn lại văng xa hàng chục mét, bất tỉnh. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sự việc xảy ra vào chiều qua ngày 23 tháng 1 tại một con phố Hà Nội. Theo tài xế chia sẻ cho biết, mình đang đứng ở lề đường chuẩn bị đón khách thì bất ngờ có một chiếc xe Vios biển số 30F83017 có biểu hiện như say rượu và quẹt làm vỡ một bên gương rồi bỏ chạy. Sau đó tài xế xe i10 chạy theo đuổi và nói chuyện. Lúc này, người đàn ông lái xe Vios tự xưng là công an và đồng ý thay chiếc gương cho xe i10. Khi tài xế xe i10 đi theo xe Vios nhưng không ngờ người đàn ông lái xe kia đã chạy mất. Sự việc khiến bác tài bức xúc đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ trưa ngày hôm qua, một xe đầu kéo mang bị kiểm soát 78R00155 chở xi măng từ nhà máy xi măng Ninh Thủy lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi Bắc dẫn đến địa phận thôn Xuân Vinh, xã Văn Hưng, huyện Vạn Ninh thì xe phát cháy. Nhờ được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Vạn Ninh đã ngay lập tức điều động hai xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Sau 10 phút đã không chế được ngọn lửa, không để lan xuống phần đuôi xe. Tài xế lái xe đã rời khỏi xe an toàn. Khi sự cố cháy xảy ra, hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Sau khi tránh xe tải đang quay đầu, xe khách dừng nằm va vào đuôi xe taxi, sau đó tông sập hai mái hiên nhà dân, làm một người bị thương. Thông tin ban đầu vào khoảng 11 giờ 30 ngày 23 tháng 1, xe khách dừng nằm đang lưu thông trên quốc lộ 1, thì tránh xe tải đang quay đầu rồi lao vào huyện lộ 37, sau đó va chạm vào đuôi xe taxi đang ở trong huyện lộ. Chưa dừng lại ở đó, xe khách tiếp tục tông sập một phần vách tường và mái hiên hai nhà dân. Sau cú va chạm, xe taxi hư hỏng nặng ở phần đuôi. Vụ tai nạn đã làm người phụ nữ đang nấu ăn trong nhà bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều hành khách trên xe dừng nằm một phen hoảng loạn. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip một phút được trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh tài xế xe container dừng xe dắt cụ bà qua đường. Hành động của tài xế xe container nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cụ thể, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip dài một phút được trích xuất từ camera hành trình trên chính xe của người đàn ông này, ghi lại cảnh anh dừng xe và xuống dắt một cụ bà qua đường. Theo thời gian trong clip, sự việc trên diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 1. Ngay sau khi anh xuống xe dắt cụ bà qua đường, anh lại tiếp tục hành trình của mình. Có thể thấy với mỗi một hành động nhỏ, chắc chắn diện mạo giao thông sẽ đổi thay.